Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ bảy nha anh em. Sáng thứ bảy cuối tuần em lên sóng phụ tùng một chiếc cúp 90 Dash 92 nha anh em. Xe là màu xanh 116 nha anh em. Xanh là xanh Tiger. Kêu là xanh Tiger tại vì cái màu này giống cái lon bia Tiger nha anh em, nên kêu vậy là nó dễ nhớ nhất. Chứ nhiều khi kêu Metan hay gì em cũng không rõ nữa. Kêu vậy cho dễ nhớ ha, xanh Tiger ha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. 0933 207 208 nha. Rồi đầu tiên là cặp bao tay ống ga. Ồ, bao tay bên đây là rất là đẹp nha anh em. Bao tay rất là mềm luôn. Bên đây có bị cắn nhẹ tí xíu nha anh em. Cặp bao tay này là 400 nha anh em. Bao mềm. Rồi cặp cầm. Cầm đờ hấp có nút tắt đèn nha anh em. Cặp cầm này là 1 triệu mốt nha anh em. Cầm này là nó tương đối là cũng ít nha anh em. Còn mấy cầm bình thường bán 600 là cũng không ai mua nha anh em. Có nút tắt đèn nè, sương mù, tắt đèn đầy đủ. Nút kéo e, đờ hấp, chữ nhật đàng hoàng. Triệu mốt nha anh em. Ốp đầu trên dưới sơn rin. Sơn rin đẹp hết nha anh em. Tem rin luôn, tem vàng nha anh em. Tem này cũng tương đối là cũng đờ hấp mới được tem vàng nha anh em. 95 đổ xuống. Ở ốp đầu trên dưới này là 900. Đồng hồ đúng 92 nha anh em. Đó, nó có cái điểm nhấn vàng vàng này rất là đẹp. Đồng hồ này là 1 triệu 2 nha anh em, đồng hồ 92 rất là đẹp. Mặt rin đàng hoàng nha anh em. Rồi bốn món xài chung một chìa rin. Đời hấp nha anh em. Chìa đúng chìa rin nha, đời hấp. Cái này xài anh em xài 81, 86 là đúng bài nha anh em. Bốn món này là 800 nha anh em. Nắp xăng còn đẹp. Chìa rin 800 nha. Bốn món 800. Rồi cặp kiến. Cặp kiến chữ nghĩa rõ ràng, đây có trầy tí xíu nha anh em. Gọng si rất là đẹp nha, hai bên là gọng si đẹp nha anh em. Cặp kiến này là ồ bên đây có nứt tí xíu nha anh em. Đó nứt tí xíu nè. Đó. Nhưng mà vẫn ok nha em, vẫn còn rất là bót nha chứ không phải là lỏng nha anh em. Nhiều cái nó bị nứt á nên nó lỏng lè, còn này nó còn cứng lắm. Đó, cặp kiến này bán giá tốt luôn, 600. Rồi pha đèn. Pha đèn đời hấp nha anh em, có bóng sương mù nha. Pha đèn này là 1 triệu ba nha anh em, 1 triệu ba. Pha đèn đời hấp Curon Rin, sương bóng sương mù đầy đủ chuỗi bóng. Ba ga mũi 300. Rồi mặt nạ. Mặt nạ là sơn Rin, logo Rin. Mặt nạ này luôn bát sắt là 800 nha anh em. Rồi bốn cọng dây. Bốn cọng dây này xài 81, 86 DD ok nha anh em. Bốn cọng dây này là 400. Vỏ gấp trước sơn rin. Vỏ gấp trước này là màu xanh truyền thống nha anh em. Vỏ gấp trước này là 1 triệu, đầy đủ bạc đàn tán cổ nha anh em, 1 triệu. Rồi về trước, cái này đời hấp là sơn rin nha anh em. Đợi sau nó dán thêm nha. Về chữ A. Về với chữ A này là 1 triệu luôn nha anh em. Chủ yếu là phần mặt tiền nha anh em, rất là ok. Anh em thấy mình thấy nó có trầy trầy gì chứ mình lên xe cũng rất là đẹp nha anh em. Tại vì sơn rin chứ là nó không có bị dặm tuốt đó bỏ về nè, nên khi mình lên xe rất là đẹp. Tại vì độ heo xe heo thời gian mấy chục năm thì nó cũng phải có trầy trầy trụa nha anh em. Rồi giò gà. Rồi, giò gà này là 1,2 triệu nha anh em. Giò gà này là 70 với 90 xài chung nha, 1,2 triệu, còn 7 màu luôn nè. Anh em xài 81, 86 là ok hết nha, không có vấn đề gì hết. Đạp thắng. Đạp thắng này 500. Giò đạp này 300 nha anh em, giò đạp 300. Rồi cây bô, bô xanh cây. Đó, cây bô thì si nó hơi xuống nha anh em, bô 90 nha. Đó, bô xanh cây si hơi xuống. Mặt dưới thì mặt dưới cổ là đẹp nha anh em, để anh em nhìn nè, cổ đẹp đàng hoàng nha, không một lủng gì hết nha anh em. Cây bô này để giá tốt luôn là 2 triệu luôn bát nha anh em, 2 triệu. Rồi gấp sau luôn gác chân nha anh em, luôn cao su gác chân. Ở gấp sau này là luôn cốt luôn là 1,4 triệu. Nói chung là đồ thì xe vừa vừa nên giá nó hấp nha anh em. Nhiều cái gấp sau và gấp đẹp em bán 3-4 triệu chuyện bình thường, còn xe rẻ thì bán giá rẻ thôi. Với lại một phần là cái gấp mà mua giá này là không bao giờ đẹp được nha anh em. Nhiều anh em mà đòi mua đồ đẹp mà giá rẻ là không có đâu. Gấp sau là 1,4 triệu nha anh em, đầy đủ cao su gác chân nha, 1,4 triệu luôn cốt nha. Rồi phuộc sau 90.
Ống là có hơi răng nha, xi thì cũng ok, chân cũng ok. Cuộc sau 90 này là 900. 900 nha anh em, cuộc 90. Rồi, đuôi sau luôn trắng bùn. Cái này là 90 nha anh em, đuôi sau sơn riêng trắng bùn đẹp. 800. Rồi cặp cớp. Cặp cớp là đúng đầy 92 nha anh em, chữ đen nè. Nó qua 93, 94 là chữ nó sẽ màu trắng nha anh em, cái chữ này nè. Cớp là 900 nha, luôn nút cớp. Đó, cớp không đứt bể gì hết. Rồi, hộp sên. Xe này nó bị lai cái hộp sên đời cao nha anh em. Hộp sên nè, nó có cái gờ giống giống dạng rim Thái nha anh em. Đó, hộp sên này đời cao. Tem thì là tem dán lợi nha anh em. Tem dán lợi không phải tem rin nha. Hộp sên thì sơn rin. Đó, hộp sên này bán là 800 nha anh em. Cho anh em về vô xe vừa vừa ok. Không có bị nứt, không có bị gì hết nha anh em. Không cắn mớp, không bị gì hết nha. Đó, hộp sên này là 800, giá quá rẻ luôn. Đó, này đời cao nè, giống giống rim Thái. 800 nha. Chống đứng 400. Gác chân chống nghiêng là 600. Rồi cần số. Cần số là 400 nha anh em, cần số đề 400. Rồi full đường dây điện là 1 triệu 2. Rồi đèn hậu là 800. Cặp bánh. Bánh này bánh 92 nha anh em, bánh này đá 92. Niền Futaba. Tháng 2 năm 92. Đó, bánh là cốt nói chung còn khá nha anh em. Cặp bánh này em bán là 4 triệu rưỡi nha. Cặp niền là si rin cực đẹp luôn. 4 triệu rưỡi nha anh em. Anh em mà không mua là em rã em bán cặp niền không cũng 2 3 triệu rồi. Cốt bát nè, đùm nè, câm nè. Câm rin, vỏ sau là vỏ Inu 250. Bánh trước sau là niền Futaba hết. Đây, bánh trước thì lúc nào nó cũng đẹp hơn bánh sau nha anh em. Đây niền nè. Trùng tháng trùng năm nha anh em. Đây, tháng 2 năm 92 luôn. Cặp niền này là si là rất là đẹp luôn nha anh em. Anh em kiếm niền mà si rin bây giờ đẹp là hơi khó nha anh em. Đa số là xuống dữ lắm. Niền này sáng bóng luôn nha anh em. Cặp bánh là 4 triệu rưỡi nha, luôn nhông sinh dĩa. Vỏ trước là vỏ 250 còn rất là mới luôn. Đó. 4 triệu rưỡi nha, cặp bánh. Niền quá sáng luôn. Lâu lắm mới thấy được cặp niền sáng cỡ này. Cặp niền này rã ra bán cặp niền cũng 2 3 triệu rồi nha anh em. Bánh là 4 triệu rưỡi nha. Rồi, tới cái bẩn. Bẩn là bán hai cái nắp này là 300 nha anh em. Hai cái nắp này nó của lai của một đời cao. Ủa lộ, lai của đời hấp của 86, 89 nha anh em. Nên cái nắp nó sẽ màu trắng. Hai cái nắp 300. Còn bẩn thì 1 triệu rưỡi. Đó, bẩn này bẩn đời cao vô logo nha anh em. Cực đẹp luôn. Dành cho anh em nào hết sự hoàn hảo nha. 1 triệu rưỡi. Còn hai cái nắp thì 300. Chứ bây giờ anh em lấy bẩn với nắp này thì nó không có hợp. Đó. Vẫn là lành lặn nha anh em, hoàn hảo. Rồi máy này là cục máy này là em rã luôn nha anh em. Máy này em rã luôn. Là cây dên 1 triệu rưỡi, dên 90. Rồi ba cái nắp. Ba cái nắp là 1 triệu. Nắp cá, nắp lửa, nắp nồi 1 triệu, sơn rin hết nha. Không nứt bể. Đó, nắp là còn ba nắp 1 triệu. Cái nồi bên trong là 1 triệu 7 nha anh em. Bộ số 3 số. 3 số 90 là 500. Còn lại là em bán hết nha anh em. Đó bình xăng nè. Bình xăng Boe nè. Bình xăng là đời này là garanti rất là nhuyễn nha anh em. Đó đời này nè. Nhiều anh em kiếm đời này garanti nhuyễn nhuyễn nhừ luôn. Đó Boe. Bình xăng con Boe anh em mua hết trọn bộ thì luôn là bán là 2 triệu rưỡi. Còn anh em mua lẻ thì giá rất là cao. Rồi đem nổ máy cho garanti là bao nhuyễn. Garanti rất là nhuyễn nha anh em. Anh em cần cứ alo em nha.